Peki. Đúng mà. Ăn miếng cháo đi con. Ăn đi, cháo còn nóng nè. Ăn xong nó còn uống thuốc nữa con. Con không đói, con muốn ăn. Con à, con không đói á thì con phải ráng mà ăn. Ăn có sức rồi mới uống thuốc được chứ con. À, thôi, để mẹ đút cho con ăn nha. Con Con nói là con không đói, con không muốn ăn. Tại sao mà tôi yêu làm tan quá như vậy? Bé đi nói đi, bé đi nói đi, bé đi nói mày mày đang có đừng có la nữa. đi. Yet they come watch him later children whether that be little daddy they have it's not this world turn his mantle and what you would strongly use them for what never be one of my sons. Tôi đã về rồi. Wow, mấy chia là tôi quen rồi. Không biết mà, hết bên trái sẽ tới bên phải. Để coi bây giờ anh còn gì để chọi tôi nữa không. Wow, ca mới. Anh à, anh hãy hiểu về chuyên môn của tôi. Đây là công việc của tôi thôi, tôi muốn lên khám cho anh chứ không ý gì hết. Mau anh hợp tác này. Anh bình tĩnh nha. Bây giờ đầu tiên anh cho tôi kiểm tra mắt anh xíu được không? Nha. Bình tĩnh. Cầu trời cầu Phật cho thành công. Sao lâu quá vậy không biết nữa. Bác sĩ, như sao rồi bác sĩ? Thành công rồi. Bác sĩ chữa cho nó thành công nè bác sĩ. Thành công rồi. Vậy hả? Nó đánh tôi thành công rồi. Ôi chết. Trời ơi. Thằng con tôi đánh bác sĩ vậy đó hả? Chứ ai đánh. Nói chung á bây giờ con của cô con nói thiệt á, bây giờ nó không còn là cái bệnh mà về tâm lý bình thường nữa. Thôi mà bác sĩ tôi năn nỉ bác sĩ mà Thôi được. bao nhiêu tiền cũng được. Bây giờ cô có đem vàng đem bạc ra đây con cũng không chữa đâu. Cái ca này khó lắm boss. Ai thôi thôi con về, về con chữa mắt con thôi thôi. Thôi thôi. Bác sĩ giúp tôi bác sĩ. Bác sĩ. Chào anh. Là cô hả? Cô đến đây làm gì? Tôi đến để thăm anh thôi.
Đồ giả dối. Cô đừng có nói cô đến đây là vì cô còn yêu tôi nha. Tất nhiên là không. Cô đến đây để cười nhạo thằng tàn phế giống như tôi đúng không? Hay là cô đến đây vì tiền của gia đình tôi? Anh đừng có nói tầm bậy. Má anh thuê tôi đến đàng hoàng. Má anh muốn tôi chăm sóc cho anh. Và tôi được trả lương. Vậy thôi. Vậy tất nhiên khi mà được trả lương á, thì mình phải làm tròn nhiệm vụ của mình. Cút đi ra ngoài cho tôi. Anh làm cái gì vậy? Má anh là người trả lương cho tôi chứ không phải là anh. Người muốn kêu tôi đi ra ngoài á là má anh, chứ cũng không phải là anh hiểu chưa? Tôi chỉ làm nhiệm vụ của mình thôi, anh phối hợp đi. Được. Nè, tôi không muốn nữa. Cất đi. Không muốn á thì cũng phải uống. Tôi không nghĩ là anh tới mức này luôn á. Má nói đúng mà. Bây giờ con người anh trở nên tệ hại như vậy rồi đó hả? Anh muốn chết đúng không? Anh muốn tự tử bao nhiêu lần rồi đúng không? Anh nhìn người kia coi, biết bao nhiêu người người ta còn khổ cực hơn anh. Còn anh sao? Chỉ nhìn cái tai nạn nhỏ thôi, bây giờ anh nhìn con người tàn phế. Tàn phế từ cả về thân thể lẫn tinh thần nữa. Được. Cô giỏi lắm. Cô cũng chăm sóc tôi chứ gì. Bây giờ tôi đói bụng. Đi ra ngoài lấy đồ ăn cho tôi. Đi. Xin lỗi nha, tôi đang mơ ngủ. Xin lỗi nha, làm rớt cái khăn. Quá đáng. Đem cháo vô đây cho coi. Tôi đói bụng. Cháo của tôi đâu? Cháo thì cái nấu thì mới có được chứ. Ai biểu nhịn ăn 3 ngày chi để bây giờ đói rã rồi như vậy? Đút cháo cho tôi ăn. Anh nói cái giọng đó ai đút? Muốn ăn không? Nói gì sao? Đút cháo cho tôi ăn. Anh làm gì vậy? Thì ăn đi chứ. Thì giờ không tới. Xích lại gần đây.
Lần sau đừng có nhịn đói như vậy nữa. Nhịn đói như vậy hại bao tử. Rồi bây giờ ăn uống cũng có ngon lành được gì đâu. Lại gần đây. Tôi không lại. Anh thích thì đến mà ăn. Tôi đâu có đói. Tôi không ăn nữa. Dẹp đi. Thì thôi có gì đâu. Anh không ăn thì anh đói. Tôi chả đói khác gì ở đây hết. Ăn không? Lẫy rồi hả? Tôi không nghĩ là bản thân anh hèn nhát như vậy luôn á. Có mỗi tôi cháu thôi mà còn không ăn được. Tôi nói sai hả? Đàn ông con trai cao lớn ngời ngời, không có cố gắng gì hết, chịu bó tay trước một tôi cháu vậy hả? Anh có biết là anh còn nhiều việc đang dang dở lắm không? Chuyện ăn thì anh còn không làm được thì nói gì mấy chuyện kia. Đồ độc ác. Anh nói tôi độc ác hả? Bây giờ anh có ngon á thì anh làm tất cả mọi thứ một mình anh đi. Anh hoàn thành tất cả mọi công việc của anh đi. Anh đừng có nhờ giả người khác. Và điều đầu tiên á thì cố gắng gượng dậy mang cháu đi. Cô đi đâu vậy? Nè. Cố lên. Anh phải cố lên. Em tin là anh sẽ làm được mà. Sao vậy? Nè, em có mua cho anh món gà mà anh thích á. Anh phải ăn cho nhiều nha. Giờ thì em cũng phải đi rồi. Em đi để giải quyết nhiều công việc còn đang dang dở nữa. Mà chắc em cũng sẽ không quay lại nữa đâu. Anh phải giữ sức khỏe nha. Hứa với em là phải giữ sức khỏe đi. Em yên tâm rồi. Anh phải sống thật tốt á. Nga! Nga!
Nga, Nga, Nga em đừng đi, Nga. Dũng à, Dũng, con sao vậy? Cẩn thận với con. Con sao vậy con? Con sao đâu mẹ? Không sao á, thì mẹ lấy đồ cho con ăn nha. Để mẹ coi coi. 8 giờ ăn cháo, 9 giờ ăn thêm hai cái chuối nữa. Bây giờ mẹ lấy cháo cho con ăn nha. Cái gì vậy mẹ? Cái sổ này á của con Nga, nó ghi chép lại chế độ ăn uống và chăm sóc con, rồi nó gửi sổ này cho mẹ nè, để mẹ chăm sóc con đó. Vậy Nga ở đâu mẹ? Nga nó không đến đây nữa. Không có nó con nhớ nó hả? Không, con chỉ hỏi vậy thôi. Tại sao cô lại không đến nữa? Chắc là sợ quá rồi đúng không? Không có đâu. Nếu mà nó sợ con, nó chịu không nổi con á, là ngay từ đầu đến đây nó đã biến mất tiêu rồi. Chứ đâu phải chịu đựng con cả thời gian dài như vậy. Con đó biết bao nhiêu người đến đây để chữa trị cho con, chăm sóc cho con. Đúng một ngày đầu là họ sợ con họ đi à. Chỉ có mình con Nga, nó quyết tâm, nó quyết liệt, nó ở lại chăm sóc con cả thời gian dài như vậy. Chẳng có lý do gì mà cô phải làm như vậy hết. Có đó chứ. Vì tiền? Không phải. Vì con. Khi mà nghe tin con bị tai nạn, nó muốn giúp con tìm lại nghị lực sống. Nhưng mà bây giờ Nga nó không đến đây nữa. Tại sao cô lại làm như vậy? Tại sao cô phải làm như vậy? Nga nó bị ung thư. Mẹ nói cái gì? Không thể nào. Nga, mấy ngày trước em còn rất là mạnh khỏe mà, tại sao Nga lại bị ung thư chứ? Không thể nào. Nó đã phát hiện bệnh của nó trước khi đến đây để chăm sóc cho con. Nhưng mà nó cố gắng chịu đựng để giúp đỡ con. Lý ra bệnh tình của nó còn kéo dài thêm sự sống một thời gian nữa. Nhưng mà bây giờ thức khuya quá, nó kiệt sức. Thời gian sống của nó không còn bao lâu. Nhưng mà nó vẫn chưa thực hiện được tâm nguyện cuối cùng của nó, là giúp con. Giúp con có nghị lực sống và giúp con đi lại được. Mẹ ơi, hôm nay ra thức khuya đến kiệt sức là vì con. Con không hề hay biết gì hết. Mẹ ơi, mẹ chắc con đi gặp Nga đi mẹ. Con có Nga này con mới biết là con không thể sống thiếu Nga được. Mẹ ơi, con sẽ làm mọi cách, con sẽ tập đi, con sẽ làm mọi cách để có thể có được nghị lực mẹ. Giúp con đi mẹ. Mẹ giúp. Nga ơi. Nga. Em đã nghe hết tất cả những gì anh nói rồi đó. Nga, anh xin lỗi em. Không việc gì phải xin lỗi em hết. Mà nếu cảm thấy có lỗi á, thì bây giờ anh phải cố gắng lên. Cố gắng vì bản thân anh, vì mẹ anh. Anh đâu thể nào để mẹ chăm sóc anh hoài được đúng không? Anh hứa với Nga, anh sẽ cố gắng. Anh sẽ cố gắng chăm sóc bản thân của mình. Và anh sẽ chăm sóc em. Nói được á thì phải làm được. Mẹ, cẩn thận đó con. Ok.
Chào con. Mẹ nào.